Xin chào các mọi người, ngày hôm nay thì mình rất vui được gặp mọi người trong livestream của DK. Và đây là một bạn gái rất là xinh đẹp. Em có thể cho chị xin tên với cả em đến từ đâu không? Em tên là Thanh ạ. Em đến từ Trung Hòa. Trung Hòa Hà Nội. Thanh ơi, cho chị hỏi một chút là vì sao em lại tìm đến DK? Em muốn thay đổi điều gì? Và sau khi đến DK thì em đã làm những dịch vụ gì? Em nghe bạn bè giới thiệu em muốn làm lông mày, bởi vì là làm hỏng quá nhiều lần rồi nên là bạn bảo là thôi đến đây làm chắc chắn là được. Mà từ lâu rồi ạ. Từ lâu rồi đúng không? Em đã làm mấy lần lông mày rồi? Ui, để mà nói làm thì chắc phải 5-6 lần, còn hút thì cũng phải gần 20 lần rồi. Tức là bạn ấy hút nhiều lần lắm rồi đúng không? Vâng. Em đã từng hút thế này rồi và làm rất là nhiều nơi rồi. Và lần cuối cùng này thì sau khi em trải nghiệm dịch vụ hút lông mày này, laser này và làm em nói về hút trước đi, em cảm thấy nó khác với cả chỗ khác như thế nào? Làm ở đây thì hút chỉ đi màu thôi, mất màu thôi chứ không bị cháy lông mày, cũng không bị chảy máu như các chỗ khác. Các chỗ khác là em tình trạng em là vừa cháy lông vừa chảy máu mà trắng ấy. Và tổn thương rất là lâu đúng không? Vâng. Sau đó phải nghỉ ngơi đến cả tháng 2 tháng rồi. Vâng, hai tháng em làm được rất là mất thời gian, nhưng ở DK thì em cũng thấy là khác hẳn, là không bị mất lông mày, không cháy lông này, sáng ngoài ra về không phải kiêng kem ăn uống gì đúng không? Vâng. Một tuần đã có thể hút được một lần. Vâng, rồi, một rất tuần là nhanh, hút được một lần rất là nhanh mà không tổn thương da, thì lông nước không bị ảnh hưởng gì cả. Thế cho nên là khi mà hút tại DK đã khác biệt hoàn toàn. Và ngày hôm nay sau khi mà thực hiện lông mày hair shop xong ấy, thì Thanh có cảm nhận gì khác biệt so với những lần làm lông mày trước, và em có cảm thấy ưng không? Từ hôm đến đây em xác định đã lần cuối cùng rồi là ưng lắm ạ. Ưng lắm ạ. Các bạn có thể nhìn thấy cái lông mày trong clip, các bạn sẽ thấy là hình ảnh lông mày của bạn Thanh trước khi làm, trước khi hút, sau khi hút xong, và đây là lông mày sau khi mà mình được vừa làm cái công nghệ mới nhất là công nghệ hair shop xong, thì các bạn đã thấy nó gần như nó không có dấu hiệu của lông mày sửa, nó rất là mềm mượt, sợi rất là mảnh tự nhiên, và ngoài ra nó có cái hiệu ứng rất là rõ, đậm nhạt này, rất là siêu thực và tự nhiên, nó không giống như một cái lông mày mà nó quá là cứng nhắc. Đây là một cái lông mày nó rất là mềm mại, đòi hỏi là cái tay nghề của chuyên gia rất là cao. Và các cái sợi này bong ra thì nó sẽ giữ mực được khoảng tầm từ 90%, và nó sẽ lên màu dần trong vòng 2 tháng. Lúc đấy thì lông mày của Thanh sẽ rất là tự nhiên. Lần tới khi mà Thanh coi kiểm tra lông mày thì mình sẽ live stream để ghép và cái clip này cho các bạn nhìn thấy rõ được là sau cái bong thì nó lông mày nó sẽ như thế nào. Và Thanh ơi, cho chị biết nhờ cái môi của em, thì đây là hình ảnh môi mà Thanh cũng đã làm ở DK. Thanh em đã làm DK là bao nhiêu lâu rồi em nhỉ? Được 3 tuần ạ. Được 3 tuần. Tình trạng môi trước của Thanh thì cũng sẽ xuất hiện trong clip, cho nên các bạn có thể so sánh giữa môi trước và môi sau. Sau khi làm 3 tuần nghĩa là các bạn thấy là nó chưa ổn định hẳn đâu, nó phải cần khoảng thời gian 2 tháng để ổn định, nhưng mà các bạn thấy màu nó rất là tươi và rất là đẹp rồi. Trong quá trình làm môi em có cảm thấy đau đớn như không Thanh? Cũng không đau ạ. Không đau. Mấy ngày thì môi của Thanh bong nhỉ? Em 3 ngày bong. 3 ngày là bong rồi. Và trong cái quá trình bong đấy thì một phun môi xong thì em có cảm thấy đau đớn, sưng tấy, ảnh hưởng đến công việc gì của em không? Không sưng một tí nào. Ưng lắm ạ. Vâng. Em đã từng làm hoặc là nhìn thấy mọi người làm, em có thể cái so sánh giữa phun môi ở DK và phun môi ở nơi khác không? Ôi, chỗ khác làm nó sưng vù lên trông kinh lắm. Làm đây không sưng một tí nào. Cảm ơn anh. Bởi vì ở DK thì chúng ta sẽ sử dụng công nghệ phun vi chạm và sẽ đi một lớp mực rất là mỏng. Mực ở DK và bộ đều là mực châu Âu hết. Và cái kỹ thuật của chuyên gia cực kỳ quan trọng, làm sao mà đưa mực vào da môi của khách để không bị làm tổn thương, không bị sưng nề, và như thế không ảnh hưởng. Ngoài ra cái lớp vẩy bong da nó rất là mỏng mịn, nó sẽ khiến cho đôi môi của mình nó ngay lập tức nó sẽ phục hồi rất là nhanh, mà nó không mất thời gian nhiều như các nơi khác. Và màu mực bong da nó sẽ lên màu tươi đẹp mịn màng tự nhiên, mà không bị xỉn đi theo thời gian. Đấy là sự khác biệt rất lớn giữa DK và các đơn vị khác. Bởi vì tại DK thì tất cả các chuyên gia đều là những chuyên gia tay nghề rất là cao, lành nghề, chỉ chuyên làm một việc thôi, giống như mình chuyên làm lông mày, chuyên gia môi sẽ chuyên làm môi, cho nên là tất cả các cái quá trình làm, quy trình làm nó đều cực kỳ chuyên nghiệp và nhuần nhuyễn. Đấy, cho nên là nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm nó luôn luôn đồng đều và tuyệt vời nhất cho khách hàng. Sau khi mà đã làm tất cả các dịch vụ của DK rồi, gần như là hết rồi đúng không Thanh? Thì em có nhận xét gì về DK không? Em chỉ thấy rất là hài lòng, ai cũng nhiệt tình ạ. Làm rất là tốt ạ. Cảm ơn Thanh rất là nhiều nhá. Không phải là vì qua clip mà Thanh nói như thế. Không, em giới thiệu rất nhiều bạn đến đấy ạ. Đúng bạn em còn bảo là thấy đúng là mỗi em làm mỗi chỗ này hợp đấy. Vừa làm vừa chia sẻ ảnh cho bạn xem luôn mà. Ok,
rất là nhiều. Đây là những chia sẻ rất là chân thật của khách hàng tại DK, cho nên là mong rằng những chia sẻ này có thể giúp ích cho các chị em trong cái việc lựa chọn những cơ sở uy tín để mình có thể là phun xăm mà thật là tự nhiên, thật là đẹp, phù hợp với mình nhé các chị em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Bye bye.